Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ ra phần 3 của bài Đoạn Khúc Lâm Giang. Thì trong cái phần 3 này mình sẽ hướng dẫn mình sẽ gọi là hướng dẫn đi 4 nhịp nha, cho các bạn học ha. Thì do các bạn yêu cầu của mình làm cái bài Đoạn Khúc Lâm Giang thì mình sẽ gửi cho những bạn yêu cầu nha. Thì trong 4 cái nhịp của phần 3 này nó có 3 cái kỹ thuật, là cái kỹ thuật vuốt, rồi khải xong rồi nhấn, và cái chữ tích là mình khải xong rồi mình dùng cái mình khải cho phím, rồi mình dùng cái ngón giữa để mình đụng được cái dây đờn để nó ra cái âm cái chữ đó là tích. Thì nó có 3 cái kỹ thuật, thì mình sẽ để 3 cái kỹ thuật ở phía sau cái này cho các bạn xem nha. Để các bạn để ý khi mà đờn 4 nhịp này nha. Thì cái này là do mình học lại, rồi mình hướng dẫn lại cái cách đàn cho các bạn, cho nên là mình đàn cũng chưa có hay. Các bạn cứ tập, khi mà nó nhuần nhuyễn rồi thì các bạn sẽ đàn nó nhập tâm, nó sẽ hay hơn nha, hay hơn mình. Thì mình cũng muốn nhắn với các bạn là mình cũng không phải thầy gì đâu. Thí dụ các bạn mới học đàn thì mình cứ cho là các bạn là học lớp 1 đi. Thì còn mình thì mình tự cho mình là học lớp 2. Thì mình học lớp 2 thì mình sẽ xin hướng dẫn lại các bạn lớp 1, chứ mình cũng chưa đủ trình độ để làm thầy. Cho nên là các bạn thông cảm nha, đừng có gọi mình là thầy nha. Gọi là anh hay là em gì cũng được, chứ đừng gọi là thầy, mình ngại lắm. Thì video này mình cũng chỉ chia sẻ 4 nhịp thôi nha, 4 nhịp. Mình cũng tính là trong video này mình sẽ chia sẻ 9 nhịp, nhưng mà nhiều quá. Khi mà mình học á, mình thấy 9 nhịp nó cũng hơi dài, làm mình phân tâm. Cho nên là mình học 4 nhịp. Thì mình thấy 4 nhịp là nó hợp lý hơn cho các bạn đang tập nha. Thì mình sẽ ra thường xuyên cho hết cái bài Đoạn Khúc Lâm Giang dây đào này cho các bạn tập. Cái này là mình học lại cái clip của một cái anh ở trên mạng. Có một người yêu cầu mình chỉ cho bạn đó đờn cái bài đó của cái anh đó, thì mình mới học, mình hướng dẫn lại nha. Cho nên là mình đàn chậm để cho các bạn dễ nắm ha. Nếu mà có kỹ thuật nào mà mình biết thì mình sẽ phân tích cho các bạn để các bạn hiểu nha. Rồi, mình không làm tốn thời gian các bạn nữa, xin mời các bạn vào video nha.